Tuấn Anh, Ngọc Như cùng với ekip thực hiện chương trình xin kính chào bà con và quý khán giả. Kính chúc bà con nhiều niềm vui, khỏe mạnh, chuẩn bị đón chào năm mới. Sau đây là thông tin nổi bật có trong chương trình ngày hôm nay. Đáng học hỏi trang trại rau mầm chuẩn Việt Gáp thu tiền tỷ mỗi năm ở thành phố Hồ Chí Minh. Chua của loại cá nước ngọt sống tốt ở Hậu Giang, cách nào người nông dân ở đây làm được điều này? Vì đâu gần Tết nhu cầu tăng cao nhưng giá gạo thơm đặc sản bất ngờ giảm giá. Đời sống nông dân nông thôn ở Lâm Đồng thay đổi, đánh giá bằng thước đo trong xây dựng nông thôn mới nơi đây. Thưa quý khán giả và bà con, thời điểm Tết đến thì rất là nhiều loại nông sản hút hàng và cũng là một trong những vụ mùa cho thu nhập cao nhất ở trong năm. Nhưng mà đáng tiếc năm nay trời lại phụ lòng người khi mà cơn bão số 1 vừa qua mang theo những cơn mưa nặng hạt sát miền biển Cà Mau đã khiến cho rau màu của bà con nơi đây sơ sát. Quả là xót xa đúng không anh Tuấn Anh? Nhưng mà bà con cũng vớt vát được chút đỉnh để mà kiếm thêm mớ tiền để ăn Tết. Người dân cho biết hiện tại giá các loại rau màu đều tăng hơn so với trước, đặc biệt có một số loại tăng khá cao. Trong đó rau thơm có giá cao nhất khoảng 35.000 đồng một ký, các loại khác như cải xanh, rau muống tăng gấp 2 lần. Nguyên nhân tăng giá là do ảnh hưởng của cơn bão số 1 làm cho nhiều diện tích hoa màu của người dân bị thiệt hại, dẫn đến cung không đủ cầu. Theo đánh giá của người dân, dịp Tết Nguyên Đán hàng năm, nhu cầu tiêu thụ các loại rau xanh của người tiêu dùng rất lớn. Tuy nhiên, thời điểm này, nhiều người mới bắt đầu xuống giống. Từ nay đến Tết, chưa thể thu hoạch được nên thời gian tới giá các loại rau màu có thể còn tiếp tục tăng. Dân trồng rau năng suất không cao lắm nhưng mà bù lại được giá. Mỗi công kiếm vài triệu ăn Tết cũng là chuyện ở trong tầm tay. Nhưng mà Tuấn Anh có biết hay không, đối với bà con thì vài triệu như vậy ăn Tết theo cái cách trồng truyền thống như thế là đã cao rồi. Nhưng mà trong thời buổi hội nhập hiện nay không phải là cách tốt để mà giúp cho bà con có thể tăng thu nhập. Để nâng cao trình độ cho nông dân, giúp đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng, nhiều vườn rau sạch theo tiêu chuẩn đã xuất hiện. Mới đầu thì chắc chắn nhiều bà con sẽ không quen đâu đúng không chị Ngọc Như, tôi nghĩ là như vậy. Nhưng mà một khi đã bắt tay vào làm và giá trị mà những sản phẩm này mang lại chắc chắn sẽ cho bà con những suy nghĩ khác. Chẳng hạn như là trang trại rau mầm chuẩn Việt Gáp ở thành phố Hồ Chí Minh ngay sau đây. Với diện tích trồng gần 2.000 mét vuông, mỗi ngày trang trại HB ở huyện Hóc Môn do anh Lê Văn Tuấn làm chủ bán ra gần 500 kg rau mầm. Đợt cao điểm có ngày bán ra gần 1 tấn, mang lại doanh thu khoảng 5 tỷ đồng mỗi năm. Trung bình mỗi khay rau cho ra khoảng 1 kg rau mầm sau 5 đến 7 ngày gieo trồng. Giá bán trung bình 50.000 đồng một ký rau cải và 80.000 đồng một ký rau muống. Vào thời điểm hiện tại, số lượng đơn đặt hàng cho dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi đã tăng 50%. Với đặc tính lấy dinh dưỡng từ hạt, cây rau mầm đòi hỏi kỹ thuật trồng cao như giá thể, chỉ được làm từ sơ dừa chuẩn hóa vi sinh, nguồn nước tưới không nhiễm phèn, tưới phun sương, trồng trong nhà, không tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng và không gian phải thoáng đãng, nhiệt độ luôn ổn định. Cây rất dễ bị nấm, thối rửa nếu như giá thể làm không tốt, hạt giống không đạt tiêu chuẩn. Nhìn chung những cây rau mầm yếu ớt như thế, nhưng mà nếu như sản xuất thông thường thì giá thành rất là cao. Và trang trại HB đã thành công khi áp dụng khoa học kỹ thuật, máy móc vào dây chuyền sản xuất, nên giờ chi phí giảm rất là thấp. Không chỉ phục vụ nhu cầu của người dân trong nước, mà thời gian tới trang trại cũng sẽ xuất khẩu sản phẩm sang thị trường Singapore và Thái Lan. Có như thế thì ngành nông nghiệp nước ta mới dần dần góp mặt trên bản đồ thế giới được. Và thưa quý khán giả, qua những con số thống kê sau đây thì bà con sẽ thấy được nhiều điều. Hiện cả nước có tổng diện tích canh tác rau vào khoảng 780.000 hecta, sản lượng đạt 13 triệu tấn rau các loại, trung bình mỗi người dân có 150 kg rau một năm. Tuy nhiên các sản phẩm rau sạch, rau đạt chất lượng thì còn rất là hiếm, chỉ chưa đầy 1/5 sản lượng, trong khi nhu cầu tiêu dùng sản phẩm sạch của người dân thì ngày một tăng. Và tỉnh Lâm Đồng là một trong những địa phương tiên phong và có lợi thế lớn nhất về điều này. Chính vì vậy, trước mắt địa phương đã đưa ra giải pháp để đẩy mạnh ngành rau phát triển hơn nữa. Theo đó, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hiện đang tiếp tục là chương trình được tỉnh Lâm Đồng ưu tiên triển khai nhằm nâng cao thu nhập trên mỗi đơn vị canh tác, từng bước hướng đến một nền nông nghiệp tiên tiến, bền vững. Thống kê của ngành chức năng, tổng diện tích sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hiện nay là gần 54.500 hecta, chỉ chiếm chưa tới 20% diện tích đất canh tác. Trong đó, rau, hoa, cây đặc sản, vân vân là những loại cây trồng ứng dụng công nghệ cao nhiều hơn cả.
ngành nông nghiệp Lâm Đồng đang tiếp tục hướng dẫn các địa phương tổ chức lại sản xuất theo hướng áp dụng công nghệ cao, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng phù hợp với điều kiện của từng vùng sinh thái và nhu cầu của thị trường tiêu thụ, tập trung chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu và chất lượng giống cây trồng, chuyển đổi vườn tạp sang các loại cây ăn quả, cây đặc sản có giá trị kinh tế cao. Trong năm 2019 này, Lâm Đồng phấn đấu đảm bảo tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản đạt từ 5 cho đến 5,5%, giá trị tăng thêm đạt trên 5%, tạo điều kiện để ngành nông nghiệp tiếp tục ổn định và phát triển bền vững trong năm 2019 và tiếp tục đà tăng trưởng cho các năm tiếp theo. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã đưa ra kế hoạch cho từng hạng mục xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, có giá trị gia tăng cao và hiệu quả, xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống cho dân cư nông thôn, phát triển hạ tầng, nâng cao năng lực phòng chống và giảm nhẹ thiên tai. Khu hệ cá ở miền Tây đa dạng, phong phú về mặt chủng loại. Tuy nhiên, có không ít loài cá cũng sắp bị tuyệt chủng. Chỉ lâu lâu nghe vài ngư dân đánh bắt ở trên sông Tiền, sông Hậu được cá khủng và bán với giá cao. Dân sắp tuyệt chủng như thế nhưng mà có một lão nông ở Hậu Giang lại rất là thành công khi mà bắt tay vào nuôi loài cá này. Vậy thì loại cá mà chúng tôi muốn nói đến đó là loại cá gì? Bí quyết nào làm nên thành công này? Mời quý vị và bà con cùng theo dõi. Tình cờ một lần đi tham quan mô hình nuôi cá ở tỉnh Tiền Giang, ông Trần Quốc Nam đã mạnh dạn chuyển từ nuôi cá thác lát sang nuôi cá hô. Với 2.000 mét vuông mặt nước ao, ông thả 1.900 con cá hô. Theo ông chia sẻ, việc tham quan mô hình nuôi cá chỉ giúp ông nảy ra ý định. Còn việc bắt tay vào làm là do ông tìm hiểu đây là loại cá hiếm, khó nuôi nên ông quyết tâm thực hiện. Để biết kỹ thuật nuôi cá, ông đã lên mạng đọc báo cách hướng dẫn nuôi để áp dụng cho ao cá của mình. Thức ăn của cá hô là sử dụng thức ăn công nghiệp dạng viên và chỉ cho ăn mỗi ngày một lần. Do bước đầu chưa nắm kỹ thuật nên con giống hao hụt khá nhiều, nhưng bằng những kinh nghiệm và kiến thức đã tìm tòi của ông Nam xử lý và thuần hóa tốt để cá hô thích nghi với môi trường sống trong ao. Nay số lượng cá hô trong ao còn khoảng 1.300 con, với trọng lượng trung bình từ 4 đến 5 kg một con. Bình quân còn 4 kg, giá thị trường là 280.000 đồng một kg. Bên cạnh bán cá hô thịt thì ông Nam còn chăm sóc cho cá hô đạt trọng lượng từ 7 đến 10 kg để bán lại cho các trại cá giống ở tỉnh Tiền Giang làm cá bố mẹ với giá 700.000 đồng một ký. Thưa quý khán giả, hạt gạo dài, trắng trong, khi nấu giữ nguyên hạt và có hương thơm lá dứa. Loại gạo đặc sản này được vinh danh trong top 3 loại gạo ngon nhất thế giới mà Việt Nam vinh dự được nhận. Tôi nghĩ là chị Ngọc Như chắc chắn biết loại gạo này. Nhờ nghe nói đạt top 3 thế giới thì tôi cũng đã đoán ngay đó là loại gạo nào rồi. Thưa bà con, đó chính là gạo thơm đặc sản ST24 Sóc Trăng. Trong bối cảnh giáp Tết, mặt hàng gạo này đang là quà tặng của rất là nhiều khách hàng. Thế nhưng mấy ngày nay lại bất ngờ giảm giá. Vì sao lại có chuyện lạ lùng đến như vậy? Sau đây là nguồn thông tin chúng tôi vừa nhận được. Các đại lý bán gạo tại thành phố Sóc Trăng đồng loạt bán giá gạo thơm ST24 cùng giá 110.000 đồng một bọc 5 kg, giảm 20.000 đồng so với 10 ngày trước đó. Gạo đỏ ST loại 2 kg một bọc cũng giảm 10.000 đồng, còn 55.000 đồng một bọc. Ông Hồ Quang Cua, chủ doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang xác nhận, vừa qua do sức mua tăng, nhiều đại lý đã tự nâng giá bán gạo thơm ST24 lên gấp đôi, từ 90.000 đồng lên khoảng 160.000 đồng một bọc. Một số nơi còn pha trộn gạo khác để kiếm lời. Vì vậy, doanh nghiệp đã phải siết lại yêu cầu đại lý bán đúng hàng, đúng giá, nếu không sẽ cắt cung ứng. Đây quả là một việc làm đáng hoan nghênh. Sự vào cuộc kịp thời của doanh nghiệp giúp chặn đứng những mối làm ăn bất chính, trục lợi. Thưa quý khán giả và bà con, việc một mặt hàng nông sản được bảo hộ chỉ dẫn địa lý y như rằng nơi làm ra sản phẩm sẽ phát triển và được nhiều người biết đến. Lợi đôi đường, đúng không anh Tuấn Anh? Chẳng hạn như là những cái tên gắn liền với nó. Dân, theo Cục Sở hữu Trí tuệ thì Việt Nam đã bảo hộ có 69 chỉ dẫn địa lý quốc gia và 6 chỉ dẫn địa lý của nước ngoài. Và trong năm nay dự kiến con số này như thế nào? Mời bà con cùng tìm hiểu. Trong hơn 10 năm qua, số chỉ dẫn địa lý quốc gia được bảo hộ đã tăng 3,5 lần. Đến nay đã có 34 tỉnh thành có chỉ dẫn địa lý được bảo hộ. Về cơ cấu sản phẩm được bảo hộ, đa phần là các sản phẩm tươi sống và nguyên liệu. Trong đó có 47% sản phẩm là trái cây, 23% sản phẩm từ cây công nghiệp và lâm nghiệp, 12% thủy sản, 8% là gạo. Giá bán các sản phẩm sau khi chỉ dẫn địa lý được bảo hộ đều có xu hướng tăng từ 20 đến 100%.
Năm nay, Cục Sở hữu Trí tuệ dự kiến đăng ký 10 chỉ dẫn địa lý cho các đặc sản địa phương. Không biết là quý vị và bà con có thắc mắc vì sao sản phẩm có chỉ dẫn địa lý giá của các mặt hàng này sẽ tăng hay không ạ? Và Ngọc Như xin chia sẻ đơn giản một điều, bởi vì đây là một công cụ rất là quan trọng, cung cấp sự đảm bảo chất lượng cho người tiêu dùng. Và tôi nghĩ là ai cũng mong muốn sở hữu sản phẩm chất lượng, biết rõ cội nguồn xuất xứ, trăm phần lợi về người nông dân. Chính vì thế mà bà con cũng cần sản xuất theo tiêu chuẩn đưa ra, để có một ngày những sản phẩm nông nghiệp mình làm ra sẽ tạo được danh hiệu đó. Thưa quý khán giả và bà con, người dân được nâng cao thu nhập, diện mạo nông thôn đã có nhiều thay đổi đáng kể. Đó là thước đo quan trọng đánh giá sự thành công của việc thực hiện xây dựng nông thôn mới. Khi dân hài lòng với một chương trình đem lại lợi ích thiết thực của mình, người dân sẽ tích cực tham gia và chủ động trong mọi lĩnh vực của đời sống. Bức tranh đầy sức sống mới này ở tỉnh Lâm Đồng đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần người dân vươn lên trong cuộc sống, không cam chịu đói nghèo thiếu thốn, đó là đã thành công. Điển hình như gia đình chị Tống Thị Lý, xã Hòa Bắc, huyện Di Linh. Một mình chị nuôi chồng bệnh tật và các con ăn học, đã dắt kiệt sức khỏe của chị, nhưng vẫn mãi nghèo. Điều này khiến cho chị không thôi trăn trở. Khi các con trưởng thành hơn là động cơ để chị tìm mọi cách thoát nghèo. Chị phát triển chăn nuôi, tăng gia sản xuất, chuyển đổi cây trồng nhằm nâng cao thu nhập. Bằng quyết tâm tự chủ, chị đã thành công. Cố gắng, sẽ cố gắng cửa đi, vượt lên. Nghèo lắm, khổ lắm rồi. Càng cái năm ngoái, là đầu năm thì chúng em đi mua bò. Bò thì mua cái loại bò nó gầy rung đít luôn ý. Xong về bộ béo, gặp khách bán luôn. Xong lại đi mua con tiếp. Bây giờ kinh tế đất nhà mình nó không có như vậy. Mình tạm tiện đi mua thêm miếng vườn nữa. Bên cạnh đời sống vật chất thì đời sống tinh thần của nhân dân cũng được nâng cao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững với sự nhập cuộc hăng hái của người dân nông thôn. Thôn Con Ó ở xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻ, nơi có gần 80% người đồng bào dân tộc thiểu số, một không gian yên bình hiện hữu. Nhưng ít ai biết được rằng, để có được sự yên bình này là sự nỗ lực của cả đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã nhà. Bằng sự tuyên truyền, vận động, rồi tuần tra, xử phạt, đặc biệt là ý thức tố giác tội phạm trong nhân dân được phát huy mà những tệ nạn được đẩy lùi, trả lại cuộc sống thanh bình cho người dân nơi đây. Trên địa bàn Lâm Đồng hiện nay, đời sống văn hóa tinh thần ở cơ sở và trong nhân dân ngày càng phong phú. Nhiều giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy. Đến nay, toàn tỉnh có 88% hộ được công nhận danh hiệu gia đình đạt chuẩn văn hóa, 92% thôn, buôn, tổ, dân phố đạt chuẩn văn hóa, 65% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Nông thôn mới đã đem lại những tác động tích cực và thực sự là một luồng gió mới, xây dựng một đời sống mới về cả vật chất lẫn tinh thần. Và còn đổi thay từ nhận thức đến hành động của người dân nữa. Và tất cả những cái điều đó đều hướng tới một nông thôn hiện đại mà vẫn đậm đà bản sắc dân tộc, bình yên và vững bền. Thông tin này cũng đã kết thúc bản tin 365 ngày chuyển động ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý khán giả và bà con đã đón theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.